Ok, hello. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Game of Life 2. Hôm nay mình làm video giới thiệu cho anh em một trò chơi khá là hay. Đó là thuộc thể loại chiến thuật chiến lược. Game này là game chơi theo độ nhanh nhẹn và độ chính xác của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào game và test cho anh em xem. Còn về game là link tải mình để ở phía dưới nha. Game thì có cho cả Java và cả Android. Thì Java, Android lát nữa mình sẽ vào Java cho các bạn xem. Còn Android bây giờ mình cứ test thử lại. Chơi bản Android sẽ khó hơn Java nha. Java chơi sẽ dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ok luôn. Game cũng dễ thôi anh em nha. Đây là đợt đầu tiên đấy, anh em sẽ tiêu diệt những con đó, những con đi trở lại đây đấy, mình phóng to lên này đó, những con nó đang đi kìa, không biết là người hay ma, nhìn chẳng thấy mặt luôn. Anh em được đúng đồng tiền đô đấy, anh em thấy chưa, 76 kìa, 77 kìa đó. Đấy là tiền tiền đô nha, tiền đô để quy đổi, đấy là tiêu diệt những con này để quy đổi ra tiền đô để mua những con ngủ ngủ này, anh em thấy chưa, cái rết đó nó ngủ như lợn, nhưng mà đó mình thấy luôn đó, 100 đô là được một con như thế này nha. Con ném mìn, đây là con bắn đạn khí hàng hàng đó, đây là con bắn đạn nha. Đấy mình phải mua con bắn đạn đây, bây giờ mình hội nhau bắn bắn rất nhanh luôn đó. Bây mình phóng toàn màn hình đấy, anh em thấy game có thú vị không? Game cũng khá là thú vị nha. Game này à, game offline anh em phải tắt mạng đi, nếu mà anh em bật mạng lên quảng cáo khá là nhiều nên là cũng phải tắt mạng đi chơi cho nó dễ đó. Bây giờ mình đang tắt mạng nha, tắt mạng thôi mà còn có quảng cáo ở dưới đây đấy. X 5X, ok. Mình lại quên mua những con bom mìn rồi, cái ván này mình thua, mình sẽ phát ra mình cho anh em xem bản Java, bản Java rất là hay nha. Ván này mình nghĩ chắc là mình thua rồi, bởi vì mình chơi game cái gì cũng gà mà mình game này là được phát hành vào 2010 rồi, nhưng mà bây giờ mình mới tải để chơi nên là mình chả biết cái gì cơ. Mình có 50 50 mình gì cũng biết, số 50 là hình như là muốn một con đi vào là hết một số hay sao ấy. Đúng rồi, bây giờ mình không có này cho nên là mình cứ để thôi, bị tụt 2 số. Đúng rồi, có một con vào là con ngựa này vào sẽ bị tụt 3 số, mình đoán là thế, 2 số thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thực tế này, mình lấy lười chơi lắm. Đây chỉ là màn một thôi nha, nhưng mà mình chơi mình đã thấy khó khăn rồi. Chỗ đây giết nó, bắn nó đi, hí hí cái đầu gì đâu. Con đang bắn à? Chúng nó con này ta bắn ngoài đi, thôi để nó đi ạ, tha nó đi. Cũng mà là cái chết à. Ok, mình sắp được 100 rồi nha, mình sẽ được 100 đô rồi nha. Để anh em thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh giúp mình nha. Nếu mà anh em thích mình chơi màn chơi đến màn cuối thì mình sẽ cố gắng chơi đến màn cuối rồi quay video cho anh em xem. Đó, bây giờ mình mua con gì đây, bát bát đô tiêu đô gì đấy chả biết luôn. Bây giờ sẽ mua này, ok, 100 đô. Đây là con ném mìn nha, nãy mình cứ mải mê mua con này cho nên là sẽ đâu ta. Thôi rồi. Đó. Ném chậm lắm anh em ơi, quá
ném chậm luôn. Ba con đi. Ôi thôi không chết con nào kìa anh em ạ. Ok mà là không chịu đã chết ba con rồi. Bây giờ mình sẽ xuống đây tập trung anh em ở đây và tiêu diệt nó. Là mỗi màn chơi rất khó nha. Đây là rất là nhiều luôn. Game này chơi rất là dài. Màn nào cũng đều khó cả. Rất là lâu. Cho nên là anh em thích mình chơi đến màn khó nhất thì mình sẽ quay những clip video cho anh em xem. Nếu mà anh em cảm thấy đấy đó. Thích đó. Ủa sao đi bốc tôi xuống ta. Thôi kệ mẹ. Để cho nó đi đi. Đấy. Đông quá mình nghĩ chắc mình cũng chịu thua thôi, chả biết chịu thắng là chịu thua đâu. Bắn máy mà chả chết thế này thì đó. Bây giờ mình phóng to màn hình này. Anh em thấy chưa? Rất là đông. Đường xe nào cũng có ba con ha. Đó, game cứ thế qua màn mà qua màn thôi. Và màn nào cũng được thấy khó cả. Chơi cũng rất là khó khăn. Đó, mấy ông ấp ơ giờ hơi này gửi mối mà tôi dậy đi. Mình không có vàng để thức. Bây giờ mình có 100 đô rồi. Đánh thức thêm một ông nữa. Đó, một ông nữa lại thức tỉnh. Đó, ngủ dậy chắc là khỏe mạnh hơn này. Đánh lên. Ok, game thì cũng chỉ chơi như vậy thôi. Mình cũng chỉ cho anh em xem như vậy thôi. Nếu mà chơi hết màn chắc là không lâu lắm. Thế là bây giờ mình phát ra nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem bản Java. À, đâu ta? Vào nha. Đấy. Anh em thấy hay không? Đây là bản Java nha, cho nên là nó như nhau thôi, chẳng có gì thú vị đâu. Đấy, nói mình vừa chơi xong. Đây là có bản cảm ứng nha. Đó, đây cũng có dành riêng cho Java và Android. Mình thấy chơi Java cũng hay, Android cũng hay. Chơi bản Java thì cũng như bản vừa nãy thôi. Cứ đánh thức mấy ông ngủ để dậy rồi là ok thôi. Đó, dậy rồi. Đó. Anh em thấy con nét không? Java chơi cũng rất là nét nha anh em nha. Ok. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Thì về cái phần chơi Java này, nếu mà anh em thích thì mình sẽ để link video hướng dẫn tải game này về nha. Ok. Anh em xem xong clip đừng quên đăng ký kênh và like, chia sẻ và comment bên dưới để theo dõi thật nhiều video hay nha. Mình sẽ ra nhiều video chất lượng và hay hơn. Ok, xin chào tất cả anh em nha.